Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, vấn đề an toàn của đập Tam Hiệp đang được thế giới rất quan tâm và giả thuyết về nguy cơ vỡ đập đã tràn lan trên mạng. Mặc dù chính quyền Trung Quốc kiên quyết bác bỏ nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, nhưng nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng một trong những nguyên nhân có thể khiến đập Tam Hiệp bị vỡ chính là động đất. Và bây giờ, điều các chuyên gia lo lắng nhất là bắt đầu khi mà những trận động đất đang xảy ra liên tiếp ở thượng nguồn Tam Hiệp. Cụ thể, vào lúc 4 giờ 7 phút sáng ngày hôm nay, một trận động đất có cường độ 3,2 độ Richter đã xảy ra ở huyện Nhã Nhĩ Cái, Châu A Bá, tỉnh Tứ Xuyên. Trận động đất ở tọa độ 34,1 độ Vĩ Bắc, 102,68 độ Kinh Đông, với độ sâu tâm chấn là 8 km dưới lòng đất. Trong khi đó, Châu A Bá nằm ở thượng nguồn của đập Tam Hiệp. Sau gần 70 ngày cảnh báo mưa lớn liên tục, hồ chứa nước đập Tam Hiệp đang ở mức báo động. Áp lực nước quá lớn lên đập Tam Hiệp nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử đã khiến chính quyền Trung Quốc phải xả đập với lưu lượng lớn để cứu nguy. Tuy nhiên, tình cảnh ngập lụt vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm vì mưa lớn vẫn diễn ra liên tục. Thậm chí, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc và Phượng Hoàng Cổ Trấn, tỉnh Hồ Nam còn bị ngập hoàn toàn. Trong khi đó, Trùng Khánh đã bị ngập lụt nặng. Cộng đồng ở vịnh San Hô, Đại Kiều bên sông Dương Tử cũng nhận được thông báo yêu cầu cư dân sống trong các khu nhà có 4 tầng trở xuống, chuẩn bị đối phó với mức nước lũ cao nhất kể từ năm 1981. Ngoài trận động đất vào sáng sớm hôm nay, theo mạng lưới địa chấn Trung Quốc, lúc 1 giờ 55 phút chiều qua, một trận động đất 3,7 độ Richter xảy ra ở thị trấn Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Trận động đất ở tọa độ 28,17 độ Vĩ Bắc, 104,77 độ Kinh Đông, độ sâu tâm chấn là 9 km dưới lòng đất. Vào 5 giờ 37 phút ngày hôm kia, một trận động đất mạnh 3,1 độ Richter xảy ra ở huyện Trường Ninh, Nghi Tân, Tứ Xuyên, tại tọa độ 28,33 độ Vĩ Bắc, 104,95 độ Kinh Đông, với độ sâu tâm chấn là 11 km. Lúc 0 giờ 13 phút ngày hôm kia, một trận động đất khác mạnh 3 độ Richter xảy ra ở Nội Giang, huyện Uy Viễn, tỉnh Tứ Xuyên, tại tọa độ 29,48 độ Vĩ Bắc, 104,54 độ Kinh Đông, với độ sâu tâm chấn là 10 km. Trong cùng ngày, lúc 3 giờ 34 phút, huyện Giang Thành, trấn Phổ Nhị, tỉnh Vân Nam tại tọa độ 57 Vĩ Bắc, 101,98 độ Kinh Đông, cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter, độ sâu tâm chấn là 10 km. Và lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão trên diện rộng, kèm theo đó là đối lưu không khí mạnh như dông và gió bão. Tính đến ngày hôm qua, mưa lớn tiếp tục tấn công hàng chục thành phố của Trung Quốc. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở 26 tỉnh, ước tính có trên 10 triệu người mất nhà. Bóng dáng của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không thấy đâu. Thưa quý vị, tính đến ngày hôm nay, mưa lớn tiếp tục tấn công hàng chục thành phố của Trung Quốc. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở gần 30 tỉnh, ước tính có trên 14 triệu người mất nhà. Bóng dáng của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không thấy đâu. Truyền thông chính thức thừa nhận việc xả đập Tam Hiệp. Ngày hôm kia, Nghi Sương, thành phố nằm ngay dưới chân đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc, hứng chịu mưa lớn và đã bị lũ lụt nghiêm trọng. Nước ngập đầy tầng hầm của nhiều công trình trong thành phố. Cư dân mạng liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh người đi bộ bị rơi xuống cống và xe ô tô bị lũ cuốn trôi. Yang, một người dân nói với Epoch Times rằng họ nghi ngờ chính quyền đã bí mật xả nước từ hồ chứa của đập Tam Hiệp và một số hồ chứa khác. Hậu quả là thành phố Nghi Sương và các khu vực hạ lưu bị ngập lụt nghiêm trọng. Các con phố ngập chìm trong biển nước. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày hôm qua, ông Yang cho biết, mỗi năm cứ đến mùa này là mưa, lượng mưa năm nay không lớn hơn các năm trước, tại sao lũ lụt lại tấn công Nghi Sương năm nay? Đập Tam Hiệp bắc qua sông Dương Tử, kể từ giữa tháng này, các khu vực thượng nguồn của sông đã có nhiều trận mưa lớn, làm đầy hồ chứa của con đập này, ảnh hưởng đến các thành phố lân cận. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Epoch Times, ông Vương Duy Lạc, một nhà thủy văn người Trung Quốc hiện đang cư trú tại Đức đã nói rằng hồ chứa nước là một hệ thống rất mong manh. Khi phải đối mặt với rủi ro an toàn do chứa quá nhiều nước, nó sẽ xả nước mà không báo trước.
Ngày hôm kia, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tuyên bố rằng mực nước của 28 con sông đã đạt mức cao trên cảnh báo, các bờ sông có thể bị vỡ nếu không thoát nước kịp thời, nghĩa là tính mạng của người dân trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tuyên bố trên có nghĩa là đơn vị điều hành của tập đoàn Đập Tam Hiệp gián tiếp xác nhận rằng họ đã xả nước từ Đập Tam Hiệp và các hồ chứa. Đến ngày hôm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc mới chính thức tuyên bố thừa nhận rằng Đập Tam Hiệp đã tiến hành việc xả lũ đầu tiên kể từ năm nay với mục đích là phát điện. Điều này có thể gây ra một đợt lũ mới cho các khu vực gần Tam Hiệp. Để tạo ra nguồn điện, cần xả nước từ con đập. Bao Jiang Feng, giám đốc bộ phận tài nguyên nước tại công ty con của China Yangtze Power Company, nói với truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã rằng lý do Đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động là vì lượng nước chảy vào hồ chứa đáp ứng yêu cầu để bộ phận phát điện hoạt động. Ngày hôm kia, chính quyền hành động nhưng không thừa nhận việc xả lũ. Đến ngày hôm qua mới chính thức thừa nhận xả lũ trên phương tiện truyền thông. Hành động không cảnh báo cho người dân trước nguy hiểm của việc xả lũ Đập Tam Hiệp đã gây ra hậu quả khôn lường. Hiện giới chức trách vẫn chưa công bố số người tử vong trong thảm họa. Cư dân mạng lên án sự vô trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc, nhiều người dân bị điện giật trong nước và đã chết. Mưa bão ở Tương Dương, Hồ Bắc khiến nước tràn ngập các đường phố, dây điện cao thế rơi xuống nước, một phụ nữ trẻ đang đi trên đường bị điện giật, một người phụ nữ cầm ô đã bị lũ cuốn trôi. May thay, có một người đàn ông cách đó vài mét đã tới để giải cứu. Có nhiều người bị điện giật khi bị cuốn trong lũ, nhiều nơi đang bị ngập lụt, hãy mau chóng cứu người. Một cư dân mạng cảm thán, đây đúng là một thảm họa chết chóc thật tang thương. Quý vị thân mến, Tứ Xuyên là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở quận Miện Ninh, giết chết ít nhất 18 người. Tính đến ngày hôm kia đã có ít nhất 16 người mất tích. Cô Vương, một khách du lịch đến từ thành phố Miên Dương đã đến thăm khu vực này với bạn bè và đã chia sẻ với Export Time trải nghiệm của mình. Vào lúc 2 hoặc 3 giờ sáng, chúng tôi nghe thấy ai đó gõ vào cửa sổ của chúng tôi. Chúng tôi mở cửa sổ và thấy một ông già đang đứng dưới nước lũ. Chúng tôi đã giúp ông lão vào phòng và thấy ông ta bị thương khắp người, chân ông ấy bị chảy máu. Cô Vương nói thêm rằng khách sạn nơi cô ở không gửi bất kỳ cảnh báo nào khi trận lũ lụt xảy ra, nhưng đã sớm điều tất cả nhân viên của họ đi từ trước. Cô Vương cùng các bạn đã gọi cho cảnh sát vào lúc nửa đêm, nhưng họ chỉ được giải cứu vài giờ sau đó, vào khoảng 8 giờ sáng. Nước ngập sâu phải tới 1,8m đến 2,1m, cô cho biết. Hiện các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa giải quyết được thảm họa trên toàn quốc, gồm cả dịch bệnh, lũ lụt. Các thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân mà đến nay vẫn chưa rõ con số thực tế. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc họp của Bộ Chính trị tại Bắc Kinh. Ông không đề cập đến trận lũ lụt cũng như hậu quả và cách khắc phục. Ông chỉ nhấn mạnh một câu rằng quân đội phải tuyệt đối trung thành, thuần phục và kiên cường. Kính thưa quý vị, giữa lúc Trung Quốc liên tiếp phải gánh chịu các thảm họa thiên nhiên, một vòi rồng khổng lồ tại thành phố Bao Đầu thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ mới đây khiến cư dân không khỏi kinh hãi. Một số cư dân mạng nói, ông trời thực sự tức giận rồi. Vào chiều hôm qua, một vòi rồng khổng lồ xuất hiện tại Bao Đầu. Trong video lan truyền trên mạng Internet, một cột lốc xoáy khổng lồ nối từ bầu trời xuống mặt đất. Gió thổi cuốn cát bụi và các mảnh vụn bay dữ dội. Luồng khí do lốc xoáy hình thành quét qua cát bụi và không khí và che khuất cả mặt trời. Vào buổi trưa cùng ngày, Cục Khí tượng Nội Mông Cổ đã phát tín hiệu cảnh báo màu xanh đối với gió mạnh và tín hiệu cảnh báo màu vàng đối với sấm sét. Cục khí tượng này cho biết sức gió trung bình tại một số khu vực có thể đạt từ cấp 9 hoặc cấp 10 trở lên. Có đến 3,956 triệu người thảo luận bên dưới tiêu đề Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng khổng lồ trên Weibo. Nhiều người chia sẻ, quá đáng sợ, vòi rồng, mưa đá, lũ quét, hết cái này đến cái khác, ông trời thực sự tức giận rồi. Năm nay chắc sẽ không bình thường, cầu chúc cho mọi người bình an. Vừa qua, người dân Bắc Kinh cũng xôn xao chia sẻ những bức ảnh mưa đá trên Weibo, không ngừng kêu la rằng mưa đá to như quả trứng. Cũng trong ngày hôm đó, nhiều khu vực ở phía Nam và phía Bắc Trung Quốc phải đối mặt với mưa lớn và lũ quét nghiêm trọng. Thảm họa lũ lụt Trịnh Châu, Hà Nam và một loạt các khu vực ở Trung Quốc bị lũ lụt nặng nề trong những ngày qua có phải đột nhiên xuất hiện không? Thực tế, từ cuối tháng vừa qua, đất thường xuyên xảy ra hiện tượng dị thường, chẳng hạn như mưa đá ở Bắc Kinh, tuyết rơi vào mùa hè ở Hà Nam, sấm sét ở Sơn Đông, bão cát.
Những dị tượng này theo quan niệm truyền thống và thực tế lịch sử mang ý nghĩa gì? Trong những ngày qua, Trung Quốc đã phải hứng chịu thảm họa do thiên nhiên và nhân tạo gây ra. Trước lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, cơn bão số 3 đã đổ bộ vào Giang Tô và Chiết Giang, gây ra mưa lớn và lũ lụt. Và dịch bệnh một thời gian lắng xuống thì nay lại bùng phát ở Nam Kinh, virus đột biến đã lây lan ra nhiều tỉnh và thành phố. Đồng thời, những thiên tai này còn kèm theo nhiều dị tượng như sông Trường Giang chảy ngược, trăng máu ở Hà Nam, bão lớn thay đổi đường đi kỳ lạ. Thực tế đã thường xuyên xảy ra hiện tượng dị thường. Những dị tượng và thiên tai nhân họa thường xuyên xuất hiện tại Trung Quốc. Một số cư dân mạng cho rằng đây là lời cảnh báo của trời, trong khi những người khác lại cho rằng có lẽ đây là dấu hiệu của những biến đổi lớn ở Trung Quốc. Vậy ý nghĩa đằng sau những dị tượng này là gì? Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!